Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là bến Trương Dương ngày xưa. Và ngày hôm nay con đường này là đại lộ Võ Văn Kiệt. Thì đây là nằm ở cuối đường thôi. Và trước mặt chúng ta đó là cái ngân hàng nhà nước. Và cái hình ảnh rất là cổ kính. Cái biểu tượng của ngân hàng Việt Nam luôn nè. Trên tờ tiền 1.000 đồng có hình của ngân hàng nhà nước này. Hình như tờ 1.000 hay tờ mấy ngàn em quên rồi. Rất là lâu rồi. Và trước mặt chúng ta đó là đường Tôn Thất Đạm. Và đây là cuối đường Tôn Thất Đạm để đi đến một cái ngôi chợ nằm trên đường Tôn Thất Đạm. Và hành trình ngày hôm nay em sẽ mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi một vòng dọc cái con kênh Bến Nghé ra dòng sông Sài Gòn để mình xem cái hình ảnh của bến Bạch Đằng ngày hôm nay về đêm như thế nào. Và thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về bến Bạch Đằng. Và nơi đây có một cái công viên cũng rất là mới và gọn đẹp để phục vụ cho bà con có nhu cầu tập thể dục, dẫn các em nhỏ ra đây chơi. Thì ngày xưa thì khu này không có những cái hình ảnh này, và ngày hôm nay khu này có thêm những cái khung cảnh như thế này cũng góp phần làm cho Sài Gòn thêm xanh hơn. Ngày xưa thì khu vực này hình như là có mấy dãy nhà ven sông nè. Nhưng mà những cái dãy nhà xưa bây giờ không còn nữa, để đổi lấy một cái hình ảnh của một cái công viên ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta có dịp mình nhìn lại. Sài Gòn bây giờ là 8 giờ tối. Ở đây cũng có cầu tuột rồi. Có người bảo vệ nên thành ra khu này cũng rất là an ninh. Và mình nhìn đây là cái cầu Khánh Hội để đi qua quận 4, đường Trịnh Minh Thế ngày xưa đó. Và ngày nay là Nguyễn Tất Thành. Ta nhìn thấy cây cầu Khánh Hội nè, nó liền giữa đôi bờ quận 4 và quận Nhất. Bên tay trái, ở bên tay phải thì là cặp theo cái con đường Trịnh Minh Thế thì là những cái cảng. Và trên cung đường đó thì em cũng có nhận được vài comment để đi đến những con hẻm ở trên đường Trịnh Minh Thế. Thì cô chú anh chị cho em xin thời gian, em sẽ sắp xếp để đi đến một trong những cái địa điểm đó, đi đến những địa điểm đó để cô chú anh chị có dịp chúng ta cùng nhìn lại vào ngày hôm nay. Em mời bà con mình cùng đi dạo bước với em trên cái bến Bạch Đằng này để gợi nhớ chúng ta những cái hình ảnh về ngày xưa khi mà mình còn ở Sài Gòn, cũng hay đi dạo ra đây rồi ngồi ngắm sông, hoặc là mình lên tàu, hoặc là có những cô chú anh chị ngày xưa cũng có một thời gian gắn bó ở đây với những cái chuyến đò qua bên Thủ Thiêm thực hiện cái nghĩa vụ đưa đò, và cũng là cái phương tiện mưu sinh. Và bây giờ có dịp chúng ta lại nhìn lại khung cảnh của Sài Gòn ngày hôm nay, rất là khác. Và cái điều kiện của cô chú anh chị ngày hôm nay cũng rất là khác so với ngày xưa rồi. Nên mình nhìn lại những cảnh này mình sẽ có thể cảm thấy hơi bồi hồi xao xuyến một thời.
đang ở dưới gầm cầu, đi dưới gầm cầu Khánh Hội. Chỗ này hơi tối. Và dòng kênh ngày hôm nay rất là cạn. Các anh chị thấy lục bình trên mé sông luôn nè. Nước thì rất là ít. Và chúng ta nhìn xa xa bên kia, đó là quận 2. Có cái nhà, có lẽ nhà như cái trạm quan sát vậy đó, ở cái khu vực bến Bạch Đằng này. Cái nhà này rất là xưa rồi nè, có lẽ rất là lâu rồi. Ở trên thì có cái chỗ đứng để mình quan sát này, ở dưới thì thấy đóng cửa rồi, đó giờ thấy đóng cửa không à, không thấy mở cửa nên không biết bên trong nó như thế nào nữa. Nếu mà cô chú anh chị có những cái ký ức về cái nhà đó thì cho em xin cái comment nha, để biết đâu những cái bạn trẻ, những cái cô chú anh chị nhìn lại thì cũng biết được ngày xưa là như thế nào. Và ban đêm ở khu vực bến Bạch Đằng này rất là mát mẻ nè. Đặc biệt chúng ta nhìn qua bên kia với những cái hình ảnh đèn của những cái building và những cái cần cẩu, rồi những cái công trình đang xây dựng rất là nhiều ở quận 2 bên kia. Và chúng ta nhìn thấy cái đèn xanh xanh, rồi xa xa đó là tàu nhà hàng, tàu Elisa. Rồi chúng ta tiếp tục nha, đi một đoạn nữa rồi chúng ta sẽ kết thúc hành trình ngày hôm nay ở bến Bạch Đằng về đêm. Ở ngày xưa thì hơn 10 năm về trước, em cũng hay dạo bến Bạch Đằng này, và ở đây rất là đông. Những bạn trẻ ra đây ngồi, rồi uống nước, ngồi băng đá, nhìn tàu chạy qua chạy lại. Nhưng mà ngày hôm nay thì không có quá đông, chỉ vài người thôi, không có giống như ngày xưa. Bây giờ các bạn trẻ cũng tập trung đi những cái nơi vui chơi giải trí khác nè, như bar, club, vũ trường, quán nhậu, quán bia, hay là những cái phòng chiếu phim. Chúng ta nhìn đây là cái đầu đường Hàm Nghi, cuối đường Hàm Nghi ở khu vực Bến Nghé nè. Đó, những chiếc xe này đậu không đúng nơi quy định đó. Nên các đô thị người ta đã dọn. Ngày xưa thì bến Bạch Đằng này buổi tối không có nhiều đèn, không có sáng sủa như thế này. Ngày hôm nay thì đèn đuốc cũng đỡ rồi, nên mình nhìn thấy quang linh. Và ở đây có rất là nhiều bạn trẻ ngồi tập trung ở dưới những cái ánh đèn này nè. Nhưng mà so với ngày xưa thì cũng không đông lắm.
con, bạn bè ra đây ngồi hóng gió. Và ở đây cũng có cái tàu cánh ngầm để đi về Vũng Tàu, thay cho cái phương tiện, không phải thay mà thêm một cái phương tiện để chúng ta đi về Vũng Tàu nữa, thêm một cái con đường thay vì chúng ta đi ngồi xe máy hay là xe xe tốc hành, thì vẫn còn có đường thủy nữa. Đối với Vũng Tàu và đường đi đến Vũng Tàu thì các anh chị và các bạn chắc cũng ai cũng biết đến một cái nhân vật, đó là Sunny Đoàn, một cái anh chuyên trải nghiệm những cái chuyến xe, những cái chuyến tàu để đi về các tỉnh. Trong những chuyến hành trình đó thì chúng ta cũng tham khảo được vài cái hình ảnh, vài thông tin về những cái chuyến xe để có dịp đến Sài Gòn và chúng ta cùng trải nghiệm thử. Và chúng ta đang đi ngoài gần với cái trục đường Cường Để ngày xưa, cũng là Tôn Đức Thắng ngày hôm nay, với rất là nhiều khách sạn ở cung đường này, như là Majestic, khách sạn rất là quy mô hoành tráng, cổ kính. Ở đây thì cũng có quán cà phê My Fly, rồi những cái nơi bán quà lưu niệm nữa. Thông qua những cái video thì em cũng nhận lại rất là nhiều cái comment của cô chú anh chị, và những comment đó em luôn đọc và xem rồi trả lời. Thông qua đó thì em cũng xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm trong suốt chặng đường vừa qua. Thì cũng mong cô chú anh chị và các bạn tiếp tục ủng hộ và chia sẻ những cái video về những cái hình ảnh của Sài Gòn, để khi mà các bạn trẻ và những cái anh chị khác ở tỉnh thì chúng ta cũng có dịp nhìn lại cái hình ảnh của Sài Gòn và cũng biết được cái khu vực đó. Khi mà nghe nhắc đến thì cũng biết cái hạ tầng, cái an ninh, những ngôi nhà, những khách sạn ở đó như thế nào. Và bên tay phải chúng ta có cái chiếc tàu, tàu nhà hàng. Và khi mà thực khách ăn trên tàu này, đến giờ thì tàu nhà hàng này sẽ chạy một vòng ở cái khu vực sông Sài Gòn. Và nơi đây cũng có một cái chuyến tàu cao tốc bến sông để đi vòng vòng ở Sài Gòn. Đó, thấy nhìn bên kia nè, đó, tàu nhà hàng bắt đầu chạy đó. Và sông Sài Gòn ngày hôm nay không có nhiều nước, cạn, rất là cạn. Trên tàu vừa ăn vừa nghe nhạc, rồi ngắm
ngắm trăng, ngắm sao, hít thở không khí trong lành, rất là mát mẻ và thú vị. Có lẽ hơi xa, mình nhìn không rõ. Để tàu chạy ra ngoài trống mà chúng ta xem nha. Có những ban nhạc nữa nè. Tàu thì chạy rất là chậm, tàu bonsai. Rồi chúng ta tiếp tục. Tiếp tục mình đi một đoạn nữa rồi chúng ta sẽ tạm dừng cái video ngày hôm nay ở khu vực bến Bạch Đằng. Một số hình ảnh về khu vực bến Bạch Đằng về đêm gửi cho cô chú anh chị và các bạn. Ta cùng nhìn lại cái khung cảnh của Sài Gòn ngày hôm nay và mình tưởng tượng lại những hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa thông qua số hình ảnh khách sạn, rồi con tàu, bến đò. Ở đây có những cái du khách cũng dạo vòng vòng ở đây. Đây có rất là nhiều khách sạn Riverside, rồi Liberty, Renaissance, rất là đẹp ở khu vực này. Room Lam. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Trong quá trình thực hiện video cũng không tránh khỏi sự thiếu sót. Nếu có sai sót thì cô chú anh chị và các bạn cũng thông cảm cho em xin cái comment ha, để em có cái thông tin để sửa chữa trong khắc phục trong những cái video sau. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.